Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Manchester City và câu lạc bộ Chelsea. Đây là trận đấu thuộc vòng đấu thứ 25 giải ngoại hạng Anh và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 0 giờ 30 rạng sáng ngày 18 tháng 2 theo giờ Việt Nam, và theo đánh giá thì câu lạc bộ Manchester City sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Chelsea với mức kèo là 1,5, mức kèo cũng có thể tăng 1,75 và hạ xuống còn 1,25, mức tài xỉu là 3,25, 3 trái và 3,5 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này. 5 lần đối đầu gần nhất của Manchester City và Chelsea thì Manchester City đang bất bại trước Chelsea với 4 trận thắng và 1 trận hòa. 5 trận thi đấu gần nhất của Manchester City thì Man City đang bất bại với 5 trận thắng liên tiếp. 5 trận thi đấu gần nhất của Chelsea thì Chelsea thắng 2, hòa 1 và thua 2. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Manchester City chấp 1,5 nhé. Vì sao? Mặc dù cái mức kèo chấp nó cũng hơi cao, nhưng mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Chelsea thì mình thấy là Manchester City đang được đánh giá là nhỉnh hơn Chelsea một bậc. Thứ hai nữa thì trận này Manchester City có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây thì thậm chí là Manchester City họ cũng còn đang vượt trội hơn nhiều so với Chelsea nữa. Những lần tiếp đón Chelsea trên sân nhà trước đây thì mình thấy đa phần Manchester City đều tận dụng được tốt điểm tựa sân nhà của mình để có chiến thắng trước Chelsea. Ở lượt trận này tiếp tục được đá trên sân nhà với lực lượng đầy đủ cộng với phong độ ổn định thì với mức kèo này mình dự đoán là chắc cũng không làm khó được Manchester City đâu, khi mà hiệu suất ghi bàn của họ thời gian vừa qua nó cũng đang rất là tốt. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Manchester City chấp nha. Mức tài xỉu là 3,25, 3 trái và 3,5. Thì cái phong độ của hai đội thời gian gần đây nó cũng đang khá là ổn định, đặc biệt là ở khâu ghi bàn thì hai đội đang có hiệu suất ghi bàn rất tốt. Mình nghĩ cuộc đối đầu này tiếp tục sẽ là cuộc đối đầu đầy hấp dẫn và có nhiều bàn thắng được ghi, và cũng không loại trừ khả năng là trận này Man City họ sẽ thắng đậm, dự đoán sẽ là 3-1 hoặc 4-1 nghiêng về cho Manchester City trận này. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì canh cho kèo tài trận đấu này, còn từ 3 trái trở xuống thì vào nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,5 và tài xỉu là 1,25. Dự đoán hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và mọi thứ đều đang vượt trội hơn thì Manchester City hiệp 1 họ sẽ có 2 bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Man City chấp nha. Canh tài hiệp 1 còn từ 1 trái trở xuống thì vào. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Manchester City và tài ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc các bạn may mắn nhé, ưu tiên chọn tài trận này.